Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Chắc video ngày hôm nay Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng brand về những khách hàng có đam mê và những khách hàng là tín đồ của xem phim, những phòng trải nghiệm xem phim hay là những cái hệ thống âm thanh xem phim ở trong gia đình của mình, ở phòng khách hoặc là cũng như những cái căn phòng chuyên dụng để chúng ta xem phim với gia đình của mình. Thì cái thương hiệu hôm nay Thiên Vũ giới thiệu cho các bạn là Magnat, đến từ Đức. Và thương hiệu này thì đã được thành lập được cách đây cũng khoảng tầm được 50 năm rồi các bạn. Là được thành lập vào năm 1973. Thì Magnat hôm nay Đức là một series mình rất là thích và mình rất là vui khi mình được review cho các bạn và giới thiệu cho các bạn. Thì cái series này về những cái chuẩn, về cái chất lượng mà hãng đem lại, ngoài ra là với một mức giá thành rất chi là dễ tiếp cận đối với những khách hàng mà mới chơi, và đầy đủ mọi thứ công nghệ cũng như là tính năng ăn chơi trong cái hệ thống xem phim của mình. Và đây là cái bộ series demo đầu tiên Vũ được cầm trên tay, được review và giới thiệu cho mọi người ha. Bộ đầu tiên đó các bạn. Hiện tại là series này không, mình theo được biết là vẫn chưa có hàng dư kho để bán cho khách hàng, nhưng mà khách hàng có thể đến trải nghiệm và chúng ta có thể đến tham khảo và chúng ta có thể order nó. Rồi, sắp tới mình sẽ về hàng có sẵn cho các bạn, khách hàng có thể mua về. Sáng alo là chiều Vũ sẽ bàn giao cho các bạn một cái hệ thống xem phim nhanh gọn lẹ luôn. Đây là thiết kế về Magnat. Thì ở đây là Vũ hôm video hôm nay Vũ sẽ review tổng thể về cái thương hiệu này và những cái series mà họ đang có và những cái kết cấu về cái thiết kế. Đây là cái series chuẩn THX các bạn. Đây là series chuẩn THX với giá thành cực kỳ hợp lý và rất là mềm cho những khách hàng mới chơi mà tiếp cận. Và nếu các bạn mà thắc mắc tại sao là THX thì các bạn thấy những cái chuẩn THX này thường thường là chỉ có những cái dòng mà cao cấp, những cái dòng mà luxury thì mới có những cái chuẩn THX này thôi. Cái chuẩn THX này á, nôm na là một cái chuẩn gọi là sự kiểm định, giống như là chiếc xe chúng ta phải có cái giấy đăng kiểm thì chúng ta mới được lưu hành. Còn để mà cái chuẩn THX là họ những cái chuẩn và đáp ứng về nào là về cái driver, nào là về thiết kế, nào là về cái âm tiếng, nào là về decibel. Các bạn phải đạt được những cái chuẩn đó là bao nhiêu decibel và độ méo tiếng như thế nào, và cấu trúc thùng loa phải đóng như thế nào, và giải tầng ra phải đáp ứng như thế nào mới đạt được, thì cái THX này mới cho cấp chứng chỉ của một series của loa. Và cái THX này họ sẽ không cấp cho hãng nha các bạn. Cái này không phải là cấp cho một thương hiệu, mà là cái chuẩn THX này họ sẽ cấp cho một series của một hãng nào đó, và nó đạt được những tiêu chí, những điểm chất lượng là kiểm định thì cái series đó mới được cái chữ THX. Đó là về cái chuẩn THX. Bạn có thể truy cập vào Google để chúng ta tham khảo hơn về cái chuẩn THX này. Nôm na là một sự an tâm, cái chuẩn THX là sự an tâm cho khách hàng mà mới bắt đầu chơi. Đó, các bạn có thể tham khảo thêm. Còn video mình sẽ giới thiệu các bạn về Magnat. Đây là cái center, nôm na có thể là phong left right. Nó chỉ thiết kế với một size thôi các bạn. Đấy, đây các bạn thấy không? Đây, mình sẽ cho các bạn xem, mình bỏ xuống nha. Hơi nặng nha các bạn. Đây, bạn có thể quay cận cảnh cho mình. Nó sẽ kết hợp với hai cái driver khoảng 6 inch và một cái củ chép đơm lụa. Đấy, và phần này nó cái với chiếc loa center này nó rất là to, các bạn thấy không, hơn cả một gang tay của Vũ luôn. Và phần sâu của nó rất là gọn, nó không được dày và thôi các bạn ha, nó rất là mỏng và vuông vức hoàn toàn luôn, và cực kỳ rất là nặng. Và cái driver con này là nặng mười mấy ký các bạn, cực kỳ nặng luôn nha các bạn. Đấy, và thấy Vũ phải gồng nó lên đây, thấy chưa. Cái con này thì sẽ không có về những cái chuẩn THX á, thường á là ba con loa nó phải bằng giống nhau về kích thước. Ví dụ như là con phong, con center và con phong left right. Đấy, năm nay là phong left right và center là kích thước nó sẽ giống nhau. Và chúng ta sẽ có thể linh hoạt là đặt, đứng hay mọi thứ. Đấy, thì các bạn thấy không? Thì những cái con loa này chúng ta sẽ rất là nhiều để bố cục, chúng ta có thể đặt giống như âm tường như con phía sau của Vũ nè. Đặt âm dưới này. Hoặc là những cái con loa này nếu mà để mà theo một phong thái mà chúng ta setup chuyên nghiệp cho con Magnat này, chúng ta có thể giấu ba con này và ba con này chúng ta sẽ đặt ở từng vị trí thế này. Left, center và right. Và ba con loa này sẽ nằm giấu phía sau cái màn chiếu này các bạn ha. Và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng giấu loa thì chúng ta phải sử dụng cái loại màn gọi là màn siêu âm để không gây cản trở về cái âm của cái con loa phát ra. Thì việc bố cục như thế này
thì nó sẽ mang một tính chất là chuyên nghiệp nha các bạn. Nó mang tính chất chuyên nghiệp, chúng ta khi chúng ta vào phòng chúng ta sẽ không thấy loa đâu cả. Nhưng mà nếu mà nói về cái chuẩn xem phim thì cái bố cục và cái cách setup này là chuẩn nhất. Ở nước ngoài thường thường họ sẽ đa phần là loa họ xem phim, những phòng xem phim đó là home cinema, họ sẽ giấu ở phía sau như vậy. Đó, rất là chuẩn. Đấy. Và tại vì tại sao? Thì chuẩn về khi mà chúng ta xem phim ở trong cái tầm mắt của mình từ cái màn chiếu thì cái con center này nó sẽ thể hiện hết được cái nhân vật, cái hoại thoại cũng như là vị trí âm thanh từ cái giọng của nhân vật hay từ cái cuốn họng hay là từ những cái bóc tách nhỏ nhỏ trong những chi tiết thì vị trí âm thanh sẽ đúng đến tai người nghe hơn. Còn nếu mà cái loa center này nằm dưới đây thì chúng ta cần phải có khoảng cách ngồi phải đủ xa thì nó sẽ giảm tải được việc là sai vị trí âm thanh đó. Còn nếu mà chúng ta để đây thì khi mà chúng ta ngồi đúng là giọng nhân vật ở trên kia nhưng mà cái vị trí âm thanh nó sẽ lo nó nghe phía dưới thì như vậy cũng gọi chưa chuẩn. Nhưng mà trong một hệ thống xem phim gia đình á thì nó không nhất thiết là phải chuẩn 100% giống như ở rạp phim các bạn. Thật ra ở trong rạp phim các bạn thấy những cái phông với center thật ra là loa nằm phía sau màn chiếu hết. Đó là trong rạp phim đó các bạn. Đấy thì con này cũng y chang như vậy. Và đây Vũ sẽ cho mọi người tên cái mã của nó. Các bạn. Nó rất là nặng các bạn. Nó nhỏ nhưng mà nó nặng lắm. Rồi. Đây. Đây, đây là thương hiệu của nó, Magnat. Mà Vũ hay nói vui nó gọi là Magnat đó các bạn. Rồi, ok. Thì cái giải tầng đáp ứng các bạn thấy không? Là đánh hệ từ 4 ohm đến 8 ohm và giải tầng nó đánh được là từ độ sâu từ xuống được 80 cho đến 27.000 kHz. Đó, 27 kg các bạn thấy ha, 27 kg. Và phần vỏ là bạn gõ gom nó được dán một cái lớp nó gọi như giống như là một cái miếng gọi là phay xước các bạn. Nguyên cái phần vỏ này là giống kiểu phay xước vậy các bạn, nhưng mà thật ra theo Vũ gỗ này là một lớp dán đó các bạn. Một cái gom là một lớp nhựa poly BDF gì đó để nó dán vào và nhìn lo rất là chắc chắn từ con ốc. Và những cái con ốc thiết kế những định vị như thế này các bạn có thể treo ngang, treo dọc, treo đứng, đặt để hoặc nằm. Rất là linh hoạt. Họ thiết kế để cho mình tối ưu để mình có thể treo được mà mình custom được. Một series khác nữa, các bạn có thể dùng nó để làm những chức năng khác nhau. Ví dụ như là surround hoặc là chúng ta sử dụng nó làm speaker Atmos để chúng ta đặt. Nếu chúng ta áp dụng những con loa này làm bằng Atmos thì chúng ta có thể đặt nó lên đây. Đây Vũ sẽ đặt cho các bạn xem. Đấy. Đây là khi mà Vũ đặt. Nếu mà loa này chúng ta đặt đứng và treo ngoài, chúng ta có thể treo trên tường và chúng ta gá cái con này lên thì cũng rất là đẹp nha các bạn. Thì nhiệm vụ của con này là sẽ là speaker enable. Thì nó sẽ là một dòng loa Atmos để phản xạ âm trần. Đối với những cái trần thấp thì nó sẽ đánh hướng lên và nó sẽ đánh góc V xuống, đánh ngược lại để cho cái vị trí người nghe. Đó là đánh Atmos dành cho những khách hàng mà chúng ta không có thể lắp được âm trần. Đấy, nó rất là linh hoạt và rất đẹp các bạn. Và chúng ta có thể chọn nè, Atmos nè, Direct nè. Chúng ta có thể tùy đây, ở đây mình sẽ gạn chế độ nè, Direct tức là nó sẽ là một cái loa bình thường, chúng ta không sử dụng nó làm Atmos. Thì cái việc mà Atmos này á, nôm na để khi mà chúng ta hiểu á, thì hãng có một phân tầng có thể setup sẵn, một cái EQ sẵn và một cái tốc độ âm thanh chỉnh sẵn để phù hợp với chế độ Atmos. Tại vì tốc độ Atmos là nó phải chạy nhanh hơn các bạn. Nó phải được chạy nhanh hơn so với những loa còn lại, tại vì nó là dựa vào cộng hưởng. Nên là vị trí và quãng đường của âm thanh nó đi rất là dài. Nên nó cơ chế hoạt động sẽ khác so với Direct ha. Direct là chúng ta sẽ không can thiệp gì cả, nó sẽ giống như mọi loa khác. Và con này chúng ta chọn như Vũ đã nói, để trên đây hoặc chúng ta sẽ áp tường như thế này. Thường các bạn sẽ lấy những con loa áp tường như thế này. Dạ. Để Vũ để cho các bạn hình dung. Và nó rất là đẹp nha các bạn. Mình không nghĩ là với một giá thành tốt như thế này, về cái form, về thiết kế cho đến driver, nhìn nó rất là chỉnh chu luôn. Về phần thùng cũng đóng rất là đẹp và rất là kỹ càng luôn, cái độ hoàn thiện rất là cao so với cái tầm giá của nó. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, Vũ đã review các bạn. Đấy, có hai con. Và một con nữa là một con cho các bạn xem. Đây là một con surround tam diện. Đấy. Con surround tam diện này. Đấy, đây là driver. Nó có một cái màn e căng nha mọi người, nhưng mà thường thường phòng phim thì Vũ sẽ hay tháo e căng ra lắm. Vũ sẽ không để cái màn e căng. Đó, e căng của nó là e căng 500 luôn các bạn ha. Đấy, thì nó sẽ có hai driver chép. Thì cái driver tam diện nhiệm vụ của nó là nó sẽ mở rộng góc phủ ra, đầy đủ góc phủ, và tạo ra những cái hiệu ứng âm thanh có thể là cộng hưởng phản xạ âm ở cái phần soundbar. Nó mở rộng góc âm ra. Và bạn biết con này rất chi là nặng. Cực kỳ nặng luôn các bạn. Và giá con này nó đâu đó nó chỉ rơi đâu đó khoảng chỉ có 10 14 triệu thôi.
14 triệu hơn thôi các bạn. Bạn thấy một con thế nào? Rất là rẻ. Rất là mềm. Rất là mềm nha các bạn. Đấy, rất là nặng, rất là to, to bằng cái cổ của mình luôn. Form cực kỳ đẹp. Bạn có thể quay cận cảnh cho mọi người coi. Rồi. Đấy. Màu sắc rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Rồi, Vũ sẽ mời các bạn con một sự độc đáo nữa, đó chính là con subwoofer chuẩn THX. Tất cả những cái series, những cái hạng mục này là đều là chuẩn THX nha mọi người nha. Vào đây, subwoofer. Oh. Các bạn nhìn subwoofer và bạn thấy là thấy mệt mỏi rồi đó. Nó rất là nặng các bạn. Ôi cha. Để Vũ tắt cái nè. Để Vũ kéo ra các bạn. Mình không dám mình không dám kê các bạn, tại vì ở đây là thảm nên Vũ dám kéo nó vậy. Nó cực kỳ là nặng luôn các bạn. Đấy. Ba driver 12 inch gân cao su. Đánh xuống độ sâu cực kỳ sâu luôn các bạn. Hai màn cộng hưởng âm. Một chủ động, hai thu động. Thì cái hai màn cộng hưởng âm này các bạn, nó sẽ giúp cho sự cộng hưởng và nó sẽ giúp cho cái sub này chạy ở hiệu quả những cái tần số rung động thấp, cực kỳ thấp. Các bạn có thể nghe những cái tần số mà những xuống mà tiếng xe máy nổ, tiếng bô có thể làm gây được cái sự mà rung chấn trong cái căn nhà của mình luôn, ví dụ như cái ghế sofa. Nó sâu đến như vậy các bạn. Và nó rất là mạnh nha các bạn. Và nó chỉ có một driver chủ động ở phía trước thôi. Các bạn nhìn như vậy, các bạn chỉ nhìn có là nghĩ trước hai thôi, nhưng mà thật ra đây. Bạn có thể quay. Đấy. Wow, nó rất là nặng các bạn ơi. To lắm. Cực kỳ nặng luôn. Đấy, nói chung là nặng lắm. Và tuy driver to vậy, hãng Magnat họ vẫn custom và họ vẫn rất là gọn gàng cái phần này nha các bạn. Về phần này họ phải tiết diện hết có thể, tại vì nhìn các bạn không? Mình sẽ so sánh các bạn với một con Calip nè. Các bạn nhìn tiết diện của con này, để mình sẽ lôi ra cho bạn coi. Mình review để cho bạn soi về cái... Trời ơi, nó nặng quá các bạn. Mình chờ Vũ xíu. Đây. Đây là một con Bass 40. Về công suất con này vượt hẳn. Mà về kích thước, các bạn thấy nhìn không? Độ sâu và độ ngang khác nhau một trời một vực. Con này họ đã tinh gọn hết rồi. Và cao độ cũng vậy nữa các bạn. Mình rất là thích. Hiện nay thị trường âm thanh họ đang luôn cả người tiêu dùng cuối họ đi theo cái hướng là loa phải nhỏ và dựa theo cái mức độ thẩm mỹ rất là cao. Nó không còn gọi là một cái nhu cầu là như ngày xưa đó các bạn. Nó quá to và quá thô, quá cồng kềnh. Bây giờ nó phải là nhỏ và đáp ứng được hiệu suất cực kỳ cao. Và hãng này đã đang làm và đi theo cái hướng đó để đáp ứng cho người dùng. Chứ còn để mà phòng mà để chúng ta để sub to quá, ví dụ như phòng khách đi, thì nhìn cái căn phòng sẽ rất là thô. Rồi, bạn có thể quay cận cảnh cái driver giúp mình cho mọi người coi. Rất chi là đẹp, rất là tỉ mỉ về từ con ốc cho đến cái nước sơn. Nói chung là họ làm độ hoàn thiện rất là tốt so với cái tầm giá. Nhưng mà con sub này lại đắt nha mọi các bạn. Con sub này hình như là giá của nó là 40 mấy triệu, 42, 43 gì đó bạn. Vũ nhớ là như vậy. Con này khoảng 42, 43 triệu. Nó có một form một con nữa thì nó sẽ rơi đâu đó, con đó khoảng tầm 19, 20 triệu thôi. Thì tùy các bạn, nhưng mà Vũ nghĩ khi chúng ta đã trải nghiệm những con Magnat THX ra rồi thì mọi người nên trải nghiệm với con sub này. Các bạn nên trải nghiệm với con sub này, nó sẽ hoàn thiện hơn. Vì nó sẽ một cái gì đó để nó kéo và nó đẩy một cái hệ thống nguyên những cái con Sprout, những cái con vệ tinh của các bạn, làm hiệu ứng tốt hơn cho đến về công suất, cho FPL và độ hầm hố của hệ thống của mình. Con này nó cũng rất là quan trọng trong hệ thống của các bạn. Rồi, đây là mặt sau của nó nè. Đây là chuẩn THX tất cả Ultra 2 nha các bạn. Các bạn biết không, những hãng loa mà khi sản xuất nó ra rất là muốn có được cái chuẩn này. Vì cái chuẩn này là các bạn phải tốn rất nhiều thứ, kiểm duyệt đi, kiểm duyệt lại rất là nhiều lần, đạt về công suất, đạt về kích thước, đạt về kết cấu, đạt về giải tần, đạt về độ méo tiếng, đạt về FPL, phải rất là nhiều thứ để mới được cấp được cho cái chữ THX này các bạn. Mà đặc biệt ở đây là một chuẩn mới là THX Ultra 2. Này đương nhiên nó sẽ đòi hỏi cái sự khắc nghiệt hơn. Đây là thương hiệu của Đức nha các bạn ha. Đây, bạn có thể quay cận cảnh giúp mình nè. Đây, nếu mà âm ly bạn hỗ trợ THX thì chúng ta sẽ có ngõ in đây, có những cái chuẩn riêng ở đây các bạn. Đây, nó để riêng hết các bạn. Nhiều hơi loại các bạn.
Còn những cái receiver mà không có THX các bạn thì nó sẽ không hỗ trợ ra, nhưng mà ra rất là nhỏ, không đúng chuẩn của nó các bạn. Các bạn thấy đồ hoàn thiện nó đẹp không? Rất đẹp. Bạn có thể quay cận cảnh cái phần vần phay xước của nó các bạn. Thật ra nó là một miếng dán, nôm na gọi là miếng laminap. Trong cái ngành gỗ, ngành nội thất là gọi là miếng laminap. Một vật liệu nhựa, nó là nhựa nha các bạn. Nhưng mà bên trong là Vũ nó dán nhựa. Tại Vũ đi làm chung với mấy anh em nội thất á, nhiều á, nên Vũ cũng biết sơ sơ về cái này đó. Nó là gỗ. Và các bạn có phần gỗ này, nó dày cực kỳ luôn. Đây, phần gỗ, các bạn nhìn phần này đi. Phần này thì chỉ một phần các bạn, nó còn thêm một phần nữa. Nó rất là dày, nó phải gấp đôi. Cái phần này là nó bự gấp đôi. À, cái việc mà vỏ thùng dày vậy á, là bạn biết tại sao không? Tại vì nó cần phải cứng và phải nặng để cho nó giữ và cân bằng độ đầm cũng như là độ méo tiếng ở bên trong cái driver lo. Tại vì cái driver này lúc mà dao động á, Vũ có mới đăng một video dao động của con súp này, nó rất là kinh khủng. Nên nếu mà vỏ mà chúng ta không đủ đáp ứng nổi thì cái thùng này nó dễ bị vỡ các bạn. Và nếu mà cái khi mà dao động lớn mà cái thùng này không chắc, nó có sự nhảy gọi là bị tưng á, thì cái tần số cho đến mọi thứ bên trong nó sẽ bị méo, thì nó sẽ không còn được hoàn thiện theo gọi là chuẩn THX nữa. Nó nhiều lắm, nó về ở góc độ mà phần thùng nó cũng gây ra cái chất lượng âm thanh của loa đó, nó quan trọng lắm các bạn. Cái video này Vũ đã review các bạn, giới thiệu một cái series mới của Magnat. Thì Vũ nghĩ ở đây chỉ với một hệ thống loa, các bạn có thể làm một phòng home cinema chuyên nghiệp gia đình với giá thành hợp lý, chuẩn đạt THX, thì về hệ thống loa thôi, nó chỉ đâu đó khoảng dưới 100 triệu là các bạn đã có full đủ đồ chơi rồi. 100 triệu thôi, đó rất là mềm. Mà một cái size driver lớn, công suất FL lớn dành cho một phòng xem phim, những khách hàng mà chưa có bao giờ mình có một phòng trải nghiệm phim cho gia đình mình ở nhà, thì ở đây là một cái cơ hội các bạn có thể tiếp cận hơn và trải nghiệm về phim. Hiện tại showroom Thiên Vũ cũng có đang ở sẵn. Nếu khách hàng nào muốn trải nghiệm thì các bạn có thể gọi điện đến để book lịch, để chúng ta trải nghiệm phim nó một chuẩn bài bản và nghe chi tiết âm thanh của con này. Và ngoài ra thì showroom Vũ cũng có để một số hãng loa khác, các bạn có thể nghe và đánh giá và tự chúng ta đưa ra những cái trải nghiệm và đưa ra những cái đánh giá về cái chất âm của con này. Đối với Vũ nghĩ thì con này rất là hay về mặt thiết kế, về mặt chất âm, về mặt driver, về độ hoàn thiện. Và với tầm giá thì Vũ nghĩ nó đang là tốt nhất. Ok. Còn về những thương hiệu này nọ hay giá tiền thương hiệu thì nó sẽ là một mặt khác nữa. Ok. Nếu các bạn thấy video giới thiệu mà chia sẻ cho các bạn nhiều thông tin bổ ích như vậy thì các bạn đừng quên bấm like và share cho Thiên Vũ. Mình sẽ làm nhiều video hay hơn cho các bạn, chia sẻ các bạn nhiều brand mới và nhiều sản phẩm rất là tiềm năng cũng như là những cái chất lượng nó mang lại cho cái người dùng trải nghiệm. Ok. Đừng quên bấm like và share cho Vũ nha. Bye bye.